Ok, chúng ta tiếp nha, chúng ta bắt đầu nha. Trong ở đây có cái phần tiếp theo, Jehu giết vua Israel và vua Juda. Tiếp theo nữa là Jezabel bị chó cắn xé, tức là sự phán xét của trời. Dường như tác giả để cái lòng vào trong cái đoạn này nhiều, và chúng ta cũng sẽ đọc đi từng cái phân đoạn một đấy trong cái đoạn này. Câu 1 đến câu 3 nha, tức là câu 1 đến câu 3. Đây là đấng tiên tri Elise gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng: hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi và hãy đi đến Ramoth ở tại Galaad. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của Josaphat, cháu Nimri, ở đâu, thấy ở đâu ấy thì đoạn ngươi hãy vào, sẽ vào khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ ngươi sẽ lấy ve dầu đổ trên đầu người và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Đoạn hãy mở cửa ra và trốn đi, đừng có chậm trễ. Huỗn đãi là, cái chữ huỗn đãi này là chậm trễ đấy. Nói huỗn đãi nhiều khi là mình, nó từ nó lạ quá đi, từ nó cổ rồi, cổ không lâu, không nhắc lại thành cái từ mới. Chúng ta biết là trong một các vua chương 19 ấy, thì Chúa có nói với lại Elise là trong một trong những cái điều, những cái nhiệm vụ ấy, đó là sức dầu cho Jehu. Ngươi sức dầu cho Jehu con trai Nimsi làm vua Israel. Thì về sau thì Kinh Thánh không nói cụ thể là có gặp, Elise có gặp hay không. Mà ở đây là Elise, Eli có gặp để sức dầu hay không. Tại vì đây là Chúa nói với lại Eli mà. Chúa nói với Eli sức dầu cho Jehu. Nó có một số giả thiết, có nhiều ý kiến thì nói rằng đây là cái việc này là được truyền tải cho Elise. Nhưng cũng có ý kiến nói đó là do đó là đây là Jehu được nhận cái sự sức dầu lần thứ hai. Sở dĩ có cái lý do ý kiến này đó là bởi vì chúng ta thấy David ấy cũng được mấy lần được sức dầu. Đầu tiên là Samuel nhé, sức dầu làm vua, nhưng mà sau đó thì là dân sự họ cũng sức dầu cho David làm vua. Khi mà đón về thì cũng sức dầu, nó có những cái ý nghĩa đó, nó có những cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà có vẻ là dường như là đây là cái lần đầu tiên là người được sức dầu, Jehu được sức dầu làm vua cho dân dân Israel. Thì ở đây Elise đưa ra cái chỉ dẫn cho người học sinh. Cái người này là ai? Đó là người một trong những cái học trò của tiên tri, đúng không ạ? Gọi một người trong bọn môn đồ của những người tiên tri, có thể là con trai của những người tiên tri, thắt lưng và đem ve dầu này. Qua đây thì mình thấy là sao? Người truyền lệnh và người ra giao nhiệm vụ ấy, và cái người thi hành ấy, nó giống nhau, bởi vì cùng một Đức Chúa Trời, cùng một Đức Chúa. Qua đây thì cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với chúng ta trong gia đình, nói với chúng ta trong hội thánh, mà khi mà chúng ta làm cái công việc ấy thì làm sao ạ? Thì qua đấy ấy thì cái sự sức dầu nó mới được khai phóng, mới được khai phóng. Cái câu mà ở đây lời Chúa nói là cháu Nimri nhá, trong câu 2 đấy, là con trai của Josaphat, cháu Nimri. Cái tiếng Việt dịch ra là cháu thôi, nhưng không phải là cháu, mà trong nguyên bản của nó vẫn là con. Con thì cháu của Nimsi là con của Nimsi, bởi vì trong Jehu con trai của Nimsi, ở đây này, trong câu 19 này, trong chương 19 câu 16, một các vua chương 19 câu 16 thì nói rằng đây là ngươi sẽ sức dầu cho Jehu con trai của Nimsi. Sở dĩ viết là cái câu cháu lên ấy là để cho không nhầm với lại vua Josaphat ở tại xứ Jude, tức là Jehu con trai của Josaphat là chỉ là một người trùng tên, con của Nimsi. Cha của Jehu có hai tên, Josaphat và Nimsi, thì để cho là một người chỉ là trùng tên thôi. Và Nimsi dường như một cái tên phổ biến và cũng là một người có thế lực ấy. Mình mới thấy là cả trong cái chương này ấy, nó là một cái chương mà nhiều sự kiện kinh hoàng, phải nói là kinh hoàng. Và chúng ta cũng thấy là Đức Chúa Trời ngài can thiệp, và mình thấy rằng ấy chính phủ thần trị ấy, nó ở đây là Chúa ngài trong cái thời đấy là Chúa dùng dân Israel, ngài dùng dân Israel và ngài như thế nào ở tại đất nước Israel trong những cái thời đó. Và Jehu là ai? Chúng ta xem ở đây Jehu nhé. Jehu là người được mệnh danh người cưỡi ngựa hung hăng. Nó khoảng 1842 đến 815, vua của Israel ấy, ông cai trị. Là người chỉ huy, là người chỉ huy đoàn chiến xa, xe ngựa cho vua Israel Ahab và cho con trai là Joram về sau này. Ông là người mà trải nhiều chinh chiến, chiến đấu với lại phía Bắc, đó là quân đội của Assyri, Damasc, vua Ben-Hadad ấy, đã có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Rồi cuối cùng ấy,
bị giết trong cuộc chiến với Assyri. Trong thời gian cai trị của Joram thì Jehu đã chấp nhận cái lời yêu cầu của nhà tiên tri Elise, người kế vị của Eli, tiên tri Eli, nhận được sự sức dầu và lãnh đạo một cuộc đảo chính lật đổ vương triều của Omri. Đây là do Chúa. Omri thì có nói đến ở trong hai các vua chương 9 và chương 10. Chúng ta thấy cái bữa tiệc tiên tri mà do Elise nêu ra ấy, thì cái vốn ấy là một kẻ thù của hoàng gia mà chúng ta thấy là trong một các vua chương 17 đến chương 19 thì ở giữa Ahab và Eli, chúng ta thấy những sự diễn tả trong đó. Vua Omri thì đã xây dựng nên Samari nhờ liên minh với người Phoenicia. Vua Omri và Ahab đã đưa vương quốc phía Bắc lên đỉnh cao về sức mạnh của kinh tế, chính trị và quân sự. Chứ mình thấy là Israel nhìn bề ngoài hiện đại, dân giàu nước mạnh hiện đại, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, những cái tiến bộ này phải trả giá bằng chủ nghĩa, bằng cái sự mà hòa đồng, liên tôn hay là đồng nhất tôn giáo và sự phân cực về kinh tế và xã hội tầng lớp. Mà nếu mà nhìn về thuộc linh ấy, thì coi là chết người, tử đạo, tử địa cho tương lai và cho con người ở tại vùng này. Nếu mà nhìn về lâu dài, bởi vì những cái chuyện mà làm rất là trái. Vậy cho nên là cuộc nổi dậy của Jehu đã dập tắt vương triều của Omri, bao gồm là trong đấy là Joram, vợ của Ahab, là Jezabel, vào cái lúc mà cái đế chế hay là cái triều đại này nó đến lúc nó tàn lụi. Cái người viết sách, người viết trong cái chương 9 này hay là trong sách các vua 2 ấy, mình thấy là rõ ràng là có ý là bênh vực Jehu, ủng hộ Jehu. Bởi vì cái ngòi bút kể lại nhiều và nhiệt tình, nó chi tiết, thậm chí về cả cái chết của Jezabel ngay trong chương 9 này có. Nó phản ánh nền tảng của, đây ấy, là phản ánh về nền tảng của một cuộc thánh chiến. Nó thật sự ấy, nếu mà thật sự đúng ấy, là thánh chiến ấy, thì nó là như vậy, chứ không phải là giống như chúng ta thấy cái cuộc thập tự chinh không phải là thánh chiến nha. Nó chỉ là mang danh thôi. Người ta nó gọi là thánh chiến. Jihad ngày nay giống như người Hồi giáo, họ gọi như vậy thôi, nhưng không phải. Cái thánh chiến thật sự thì nó nền tảng. Tại vì Chúa bảo Jehu, Chúa gọi, và trong ba cái nhiệm vụ ở trong Chúa nói với là Eli ấy, thì thật sự ấy là bởi vì Đức Chúa Trời là đấng phán xét mà. Đức Chúa Trời đấng phán xét. Chúng ta muốn nhận thấy một Đức Chúa Trời quyền năng, đấng chỉ bởi lời của Ngài phán ra vũ trụ, hay là chúng ta muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời giống như chúng ta nghĩ Ngài thế nào thì Ngài là như vậy. Đó là việc của mỗi chúng ta. Nhưng mà dầu chúng ta nghĩ thế nào, Ngài vẫn không thay đổi. Mình bảo rằng ô thế là Ngài cũng can thiệp vào trong chiến tranh ha, ngẫm thánh chiến ha, tưởng là không ấy. Mình cứ việc suy nghĩ. Bởi vì Chúa Giêsu là đá góc nhà đấy. Cho nên khi chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta không vượt qua được một số cái bậc đá để mà bước lên ấy, lui lại trong những cái sự mà chúng ta thấy ở đây ấy, Chúa Ngài can thiệp và Ngài có vai trò trong dòng lịch sử. Dầu biết hay không biết, không biết ấy, đó là một dân chưa biết Chúa, Chúa dùng. Mà còn dân biết Chúa ấy, thì đây là trong cái việc này đây. Dân Israel nó đi xa Chúa quá rồi. Xem ra cái bảng danh sách của các vua Israel và bảng danh sách của vua Juda ấy, các vua Israel là nó bị sa ngã từ đầu luôn, trượt luôn. Và nó đều ghim đánh chấm điểm một chữ là xấu, bad, bad là xấu ấy. Không có ai mà trở lại với Chúa Trời thật. Thì trở lại đây, Đức Chúa Trời Ngài can thiệp và qua đó chúng ta thấy để nhận biết một cách nó ở trong chừng mực, nhá, trong đúng. Và vì vậy thì sao? Những ngày mà ngay như thời bây giờ ấy, chúng ta thấy Thi Thiên 2 lộ rõ vô cùng, anh chị em. Tôi nhận thấy bây giờ ngày nay nhiều tôi tớ Chúa, thậm chí nhiều con cái Chúa, và thậm chí còn nói lên ấy, là nói về ô cái tin này tin kia, ô đó là thuyết âm mưu, ô tưởng giống như là cái thuyết âm mưu là sáng kiến của Satan ấy. Không, những cái đấy là trong Kinh Thánh có nói, Thi Thiên 2 có nói rồi. Từ sau cái vụ vườn Eden ấy, từ sau cái vụ mà sáng thế kỷ 6 về câu chuyện thành tàu Noe ấy thì sao? Thì là con người đã tìm mưu để mà muốn trèo lên với Chúa. Tháp Ba Bên. Từ lúc đó rồi, cho nên ấy, vì sao các dân náo loạn, các nước lập mưu vô ích, nó đã có những cái đó rồi. Và Đức Chúa Trời của chúng ta ấy, Ngài không phải là Ngài tình yêu thương, nhân từ, mà Ngài là đấng toàn năng, đấng phán xét. Đức Chúa Trời ở trên trời, Ngài cười khi thấy các cái âm mưu đó. Đấy, ở đây qua đó chúng ta thấy có cái hình dung để mà rõ về Đức Chúa Trời, rõ hơn về Đức Chúa Trời của chúng ta.
và những điều mà ngày nay có xảy ra thế nào đi chăng nữa, dầu cho có cái mà để cho chúng ta hiểu đúng Kinh Thánh nói gì về ba con số 6, để cho Kinh Thánh nói gì, chúng ta hiểu đúng những cái gì ở trong sách Khải Huyền là cuốn sách mà Chúa bảo phước cho người nghe và người đọc. Chúng ta có nghe và có đọc không? Có giấu cái đó trong lòng chúng ta hay không? Hay là chúng ta đọc cái về cái bình luận về đó, và có, thậm chí có những cái mà đi lệch với Đức Thánh Linh nhiều lắm, về ngày tận thế, về ba con số 6, về này kia, thì sao? Thì nó là giận hỏa, thì nó là hoảng kinh về vaccine, vân vân. Thì nó sao? Thì là nó sợ hãi nó nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự ấy, ở trong lời như lời Chúa nói, thì chúng ta thấy, à, Chúa Ngài là đấng cầm trịch, Ngài là đấng cầm bánh lái dòng lịch sử. Không có một điều gì xảy ra ấy mà ngoài ý muốn của Ngài. Mọi ý muốn của Chúa, một chấm một nét ở trong lời Kinh Thánh, không qua đi được. Và cái này nó không thể mà gọi là vượt mặt Chúa, bởi vì Ngài là Chúa. Và vì thế mà Chúa Giêsu Ngài đến. Đấy. Nên ở đây chúng ta thấy, sau một thế kỷ ấy, sau đó ấy thì tiên tri OC cũng trích dẫn về cái cuộc, cái thời kỳ đẫm máu này, ở tại Israel, thủ đô vương quốc, thủ đô của vương quốc phía Bắc là Israel, làm lý do sự kết thúc nhé. OC 1, chúng ta đọc OC 1. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, hãy đặt tên nó là Kít-rê-ên, vì còn ít lâu nữa ta sẽ báo thù cho huyết của Kít-rê-ên, nơi nhà Giê-hu, và sẽ dứt nước của nhà Israel. Có nghĩa là gì? Chúa dùng Giê-hu báo thù huyết tại Kít-rê-ên. Tại vì sao? Tại vì sao ạ? Tại nơi Kít-rê-ên đó ấy là máu của Na-bốt đã đổ ra. Máu đó kêu lên. Huyết của Na-bốt là cái vườn nho đấy, để cái vụ vườn nho đó ấy mà bị giết ấy, cái máu đó kêu lên. Và cuối cùng ấy thì không còn gọi là Na-bốt nữa, mà Na-bốt này nó chìm trong cái vùng đất Kít-rê-ên. Tại vì sao? Nơi đó là đất của tổ phụ ông, đưa lại cho ông. Mà tổ phụ đấy là do Đức Chúa Trời ban cho. Mà bây giờ ấy lại bị như vậy, cho nên Chúa xử tại nơi đó. Và sẽ dứt nước của nhà Israel. Qua đó ấy là chúng ta thấy điều quan trọng vô cùng, đó là sự công bình. Trong ngày đó ta sẽ bẻ cung của Israel trong trũng Kít-rê-ên. Đấy, Chúa nói cái sự về cái sự phán xét. Mà Đức Chúa Trời có yêu thương không? Ngài có nhân từ không? Tốt nhất ấy, chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, xin cho con hiểu hơn về tình yêu của... Chúng ta sẽ không dùng tình yêu mà chúng ta hiểu về Ngài hôm qua, chúng ta có thể học tiếp trong ngày hôm nay được anh chị. Xin Chúa cho chúng ta hiểu hơn về tình yêu của Ngài, hiểu hơn về sự nhân từ của Ngài, hiểu hơn về sự nhân đức của Chúa. Về sự nhân đức của Chúa sẽ không giống như chúng ta nghĩ, không giống như chúng ta nghĩ. Chúng ta khi nói đến Chúa một cái là bắt đầu hình ảnh rất là đạo mạo, rất là mờ mờ của khói khói, giống như là Na-man nghĩ đấy. À, ta tưởng rằng là tiên tri phải mời ta đến, tay đưa qua đưa lại, giật giật xong rồi cầu nguyện rồi la vân vân. Đấy là tôi nói không, vì chúng ta hình dung như nào là Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa cho tại cái chỗ này ấy, tại cái điểm này, đó là cái điểm của tình yêu ấy, đó là con biết chưa hết, con biết. 1 Cô-rinh-tô chương 13, bây giờ tôi biết chưa hết. Dạ, thì tại nơi đó, và đánh dấu huyết Chúa Giê-xu Cơ tại đó, anh chị, tại đó, tại ngôi nhà của chúng ta đang xây đấy, là chúng ta biết chưa hết. Alleluia. Và chúng ta nhờ Chúa bày cho cái cách xây nhà và bôi huyết ở trên cột cửa và trên mày cửa, nơi cái nhà đang dang dở, cái đang xây ấy. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng đi sắm sẵn chỗ, và chúng ta xây mà, chúng ta xây, Chúa Giê-xu sắm sẵn chỗ rồi đem đến cái nơi ở để chúng ta cùng xây với Ngài, có nghĩa là cùng bước đi đây nhá. Giê-hu thì sao? Giê-hu ấy thì chấm dứt liên minh. Một trong những cái thành công của Giê-hu ấy, đã làm được cái điều mà Chúa từng ghét, đó là Giê-hu đã chấm dứt cái sự liên kết với người Phoenician, và cái ra khỏi những cái sự ngông cuồng của trong tôn giáo trong thời đó, sự đạo lạc ở trong ngoài ra ấy thì có cái bảng đá của Shalmaneser ba vua Assyri, thì cũng có nói về cái một cái bảng đá và có ghi cái điểm ấy, đó là 841 trước công nguyên, 841. Qua đó thì mà mình có thể biết được cái năm cái thời kỳ của Giê-hu ấy, trong cái ảnh đó. Cái ảnh đó thì có thể thấy ở đây. Đây là cái ảnh ở trên đấy, nó có cái niên hiệu ở bên dưới, có cái dòng chữ và niên hiệu. Cái điều đáng buồn ấy, cái người quỳ này chính là Giê-hu anh chị em này. Bởi vì sao? Giê-hu lúc đấy là đi cống nạp cho vị vua và Giê-hu bị khuất phục. Có lẽ đó cũng là một trong những điều trả lời vì sao cái triều đại của ông lại ngắn ngủi, cái thời kỳ cai trị của ông ngắn ngủi. Ông làm nên chiến công lừng lẫy, dường như ấy Chúa gọi Giê-hu lên không phải là để cai trị mà là để lật đổ, để làm một cái roi lật đổ triều đại của Giê-sa-ben thôi, cắt đứt những cái sự ảnh hưởng của nhà Giê-sa-ben và nhà Ahab. Nhà Ahab ấy thì
Và sau đó thì chuyển tiếp thôi, dường như là như vậy. Và như vậy thì anh chị em, cái việc mà Chúa gọi cho mình ấy, cho chúng ta đấy, nó có quan trọng không? Nó quan trọng. Nó không nhất thiết phải là cái việc lớn hay là quá lớn. Chúng ta thấy những nhân vật trong Kinh Thánh, từ người nhỏ đến người lớn, họ đứng ở trong cái chỗ của họ và họ vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Ở đây mình thấy, mình học được một điểm nữa là tiên tri Elise bảo với người học trò hay là con của cái người học trò tiên tri ấy, thì đây là thấy cái sự chuyển giao, sự sức dầu. Qua đây ấy, đó là những công việc trong hội thánh, những công việc mà khi mà chúng ta trong sự bước vào trong sự phục vụ thì sao ạ? Thì mình cùng làm, mình cùng làm cái này. Và không những vậy ấy, mình được nhận cái khi mà mình bước đi ấy, thì sự sức dầu đấy mới hành động. Điều này có nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta nếu mà không làm ấy, không làm gì, đức tin mà chúng ta không làm gì thì nó không phát triển, nó không phát triển. Mà có làm gì đó ấy, thì nước sông Giô-đan mới rẽ ra, khi bước xuống sông ấy, nước sông mới rẽ ra. Thì cái sự sức dầu đó cũng giống như vậy. Vì vậy cho nên điều tốt nhất cho con cái Chúa, anh chị em chúng ta trong một đời là chúng ta làm điều gì đó cho Ngài. Và đó, cho nên mình khi mình trong sự mình đi theo Chúa, cái bài có cái bài hát là ta hy sinh vì con hết ấy, và con làm chi cho ta, con làm chi. Nó nói về cái người gọi là Hang Hooter là ông ấy đi nhà buôn, ông là nam tước, bá tước hay nam tước gì đấy, đi từ Đức mà qua quên. Bây giờ tại quên còn có cái ở tại quên thấy có người vẽ cái bức ảnh Giêsu trên thập tự giá, ghi cái chữ là ta làm chết cho con rồi, ta hy sinh chết cho con, còn con thì làm. Ông đi đến Paris và sau đó thì khi trở về để làm cuộc đời ông thay đổi, nó đổi hướng hoàn toàn, đổi hướng hoàn toàn. Cái sự mà chúng ta để cho chúng ta rõ, chúng ta hiểu khi mà bước đi, cái người tiên tri này đi cũng làm giống như Elise làm vậy. Nó, ở trong trường hợp này mình thấy lạ nhé, sứ điệp Chúa nói cho Eli chuyển sang Elise, rồi Elise cái lúc này do điều kiện thế này thế kia mà nó có thể không thể được, hoặc là không cần thiết, hoặc là bởi sự khôn ngoan Elise không đi. Cũng có ý kiến ghi đó là xong rồi ấy. Xong rồi thì có dặn đây đó là ôm đó là Jehu ấy, đúng cái thời điểm mới tuyên bố mình là vua, tại vì lúc này là vua Joram đang còn sống, chúng ta thấy ở qua cái câu chuyện này ấy, là mình thấy sao Đức Chúa Trời lại làm này làm thế kia nhỉ. Chúa Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Và qua đó thì Chúa cho chúng ta hiểu sự nhân từ, sự những người Do Thái thì họ nói rằng ấy, theo truyền thống họ nói rằng cái người tiên tri này chính là Jonah, chính là tiên tri Jonah. Thì thấy nó cũng hay là bởi vì nó có cái sự liên hệ đây trong sách, trong cũng là Các Vua này chương 14 thôi, mấy chương sau thôi, thì có cái câu này là người khôi phục bờ cõi Israel từ nơi giáp Hamat cho đến biển đồng bằng, theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Jonah. Thì đã phán bởi miệng tiên tri Jonah là câu 25. Amasia Jeroboam làm vua Israel. Thì trong chứng tỏ là trong cái thời kỳ này, có thể là lúc đấy là Jonah đang còn là bởi miệng tiên tri Jonah, tôi tớ ngài là con trai Amitai ở tại Cát. Vậy là chúng ta thấy ở đây ấy, mình học được thêm đó là Jonah cũng cùng thời với Elise. Mà cái sách Jonah thì nó nằm đằng sau gọi là các sách tiên tri nhỏ, nó nằm cuối sách Cựu Ước, nhưng mà không phải có nghĩa là như thế, có nghĩa rằng đó là thời gian nó dài đâu, mà thời gian nó nằm ở trong Sử Ký, ở trong chuyện Các Vua này. Mình thấy được chưa? Nếu mà mình có sự liên hệ như vậy thì mình sẽ thấy hấp dẫn. Dân Israel ấy đã bỏ Đức Chúa Trời, và nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không có từ bỏ dân Israel. Ngài không từ bỏ dân. Chúng ta nên nhớ một điều này, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết ấy, Ngài yêu ai thì Ngài sửa phạt lấy. Cho nên ấy là cái sự mà Đức Chúa Trời Ngài nói ở trong lời Cựu Ước, trong luật pháp ấy, cũng là bởi tình yêu. Ngài không có phạt dân ngoại nhé. Mà dân ngoại ấy thì Chúa lại làm cách khác. Ninive Chúa lại cứu rất là đặc biệt. Ăn năn cái, Chúa ban cho ân điển họ ăn năn được. Không những họ ăn năn mà cả thú vật cũng bao gai nữa. 3 ngày không ăn không uống. Cái đấy là ban ân điển anh chị em nhé. Chứ đừng có tưởng là làm đi dễ ai làm cũng được. Mình có thể nhịn ăn vì sợ, nhịn ăn về cái này kia được. Nhưng mà đụng đến cái kiêng ăn ấy để mà làm được ấy, thì chưa chắc. Chúng ta có thể vì cái này cái kia chúng ta không ăn. Nhưng mà còn để mà nói là kiêng ăn cho Chúa. Chúng ta nên nhớ đó là cái. Nhưng mà còn dân Israel này thì sao ạ? Chúa Ngài sửa phạt dân. Ngài yêu ai thì Ngài sửa phạt. Ngài không có bỏ dân Israel nhé. Chúa Ngài có quyền can thiệp. Chúa Ngài bổ nhiệm, Ngài đặt cái người lên làm vua. Có những trường hợp Ngài không can thiệp. Nhưng mà đây cái trường hợp này không phải lúc nào Ngài cũng can thiệp. Không phải lúc nào các vị vua lên cũng đều là can thiệp như trong trường hợp này. Nhưng mà đây ấy, là có lẽ là giọt nước tràn ly về cái tội. Bắt đầu ấy là chờ mấy đời vua rồi. Từ cái tội mà từ lúc đầu rồi cho đến Ahab rồi cho về sau. Cho nên Chúa chọn cái vị vua, Chúa sức dầu cho vua Israel.
mà chúng ta thấy thời gian này Chúa hoạt động nhiều, Đức Chúa Trời Ngài hoạt động nhiều, Ngài sức dầu cho Ben-Hadad, Ngài sức dầu cho cả Ben-Hadad để cho Hazael làm vua chứ. Ben-Hadad chết và sức dầu cho Hazael để làm vua cho Syria. Mục đích là để làm gì? Để làm gì? Làm cái roi đối với dân Israel. Câu 4 đến câu 10. Như vậy người tôi tớ trẻ, tay trẻ của đấng tiên tri đến Ramoth tại Calaas. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đương ngồi nói chuyện với Jehu. Người nói với Jehu rằng: "Hỡi quan tướng, tôi có chuyện muốn nói với ông." Jehu đáp rằng: "Có chuyện nói với ai trong chúng ta?" Người trai trẻ đáp: "Hỡi quan tướng, với ông." Vậy Jehu đứng dậy và đi vào nhà, trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người và nói rằng: "Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel." Đi vào trong nhà, là dân sự của Đức Jehovah. "Người sẽ đánh giết nhà Ahab chủ ngươi, và ta sẽ báo Jezabel về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ Đức Jehovah." Hallelujah. Mình thấy, đúng là Đức Chúa Trời, ai mà dám làm mưu sĩ cho Ngài. Ahab, nhà Ahab, Joram đang sống sờ sờ, mà khi mà Chúa gọi là thần của Chúa Ngài. Cái chỗ này cẩn thận nhé, chỗ này đó là cái sự mà chỉ cần sai một chút trong sự hướng dẫn của Chúa là thành Judas Iscariot, thành Judas. Về sự kêu gọi rất là đặc biệt, và đó là tiên tri thật của Chúa đấy. Tiên tri thật. Qua đây chúng ta thấy là gì? Chúa là đấng quan phòng và Ngài là đấng tịch. Hallelujah. Báo thù về huyết của các nhà tiên tri, các tiên tri tôi tớ ta. Đó là sao? Chúa là đấng báo thù. Chúa là đấng báo thù. Cùng huyết của tất cả những tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Chúa nhắc lại hai lần cái câu này nhé. Báo thù về huyết của các tiên tri là tôi tớ ta. Cùng hết thảy các tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Chúa là đấng báo thù. Và đây là nhắc lại hai lần. Mà đã là hai lần ấy là sao? Là cái điều Chúa đã quyết rồi. Cái ý định ở trên trời ấy, trong cái phòng đền ta thờ tại trên trời ấy, Chúa đã định rồi. Chúng ta biết tại sao trong phòng đền thờ? Tại vì bảy chén thịnh nộ và những cái nó từ trong khải huyền cho chúng ta cũng từ trong đền thờ đi ra. Từ trong đó. Vậy thì khi chúng ta thờ phượng Chúa, có yếu tố đấy nữa anh chị em nhé. Chúng ta thờ. Và sao ạ? Dâng lên. Còn dâng lên cho Ngài. Và tại sao mình lại cứ giữ những cái sự mà nó lăn tăn, giữ những cái sự mà nó cay đắng? Tại sao mình lại giữ nhỉ? Nếu mình tỉnh ra mình dâng lên. Còn một điều nữa, một điều là nhiều khi chúng ta có một cái võ đấy, là để cho không dám nhắc, bởi vì nhắc đến đấy thì chắc là mình sẽ phát điên. Cho nên bảo là bây giờ mình có sao đâu, mình tha thứ hết rồi, mình ok hết rồi. Tại vì sao? Tại vì nhắc đấy là mình phát điên. Đó là một sự mà mình tự lừa dối mình. Tốt nhất là hãy đến thật với Chúa như người đàn bà Samaria. Chúa ơi, dâng lên cho này. Chúa là đấng ngày moi ra hết rồi. Moi ra. Ở đây này, Chúa nói, tại vì Chúa nói tại Eli, đến Elise, cùng huyết của những tôi tớ. Cả nhà Ahab sẽ bị diệt hết, các người nam của nhà Ahab, vô luận nô lệ hay là người tự do, cũng sẽ bị quét khỏi Israel, sẽ bị giết khỏi Israel. Ở đây là đó là người nam nhé, nam giới trong nhà Ahab đều nô lệ hay là tự do, có nghĩa là người không cùng dòng họ với vua cũng bị bay luôn. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời kinh hoàng, đáng kính sợ không ạ? Ai dám bảo Ngài, hay là ai dám bảo là Chúa đừng nên làm thế? Bảo gì thì bảo, Kinh Thánh người ta vẫn cứ đọc, cả thế giới vẫn cứ xoay vào trong Kinh Thánh. Điều cốt yếu đây là chúng ta không hiểu được. Câu 9 này. Và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat, giống như nhà Ba-esa, con trai của Ahisa. Đó là những cái đời trước. Jeroboam, con trai của Nebat, đây là trong cái sự bại hoại trong triều đình của Israel, ấy, của Israel. Chó sẽ ăn thịt Jezabel, lời này là lời nhắc lại của lời Chúa nói với Eli. Và cũng nói thẳng với lại vua Ahab luôn. Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong đồng Kitreen. Trong đồng Kitreen. Chúng ta thấy đây là báo trả về sự công bình. Một cái điều như này này. Nếu mà một người ấy, mà có bình thường ấy, chết ấy, mà huyết đổ ra ấy, thì nó còn đỡ. Đằng này ấy, là Naboth ấy, là đồng ruộng, là đất đai đấy là của tổ phụ để lại. Của tổ phụ để lại. Cho nên Chúa báo thù nặng như vậy. Cái lý do đó là như vậy anh chị em nhé. Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong đồng Kitreen. Chẳng có ai chôn người. Đoạn người trai trẻ mở cửa ra và chạy đi. Chạy đi tại sao? Bởi vì nếu mà người của Joram mà thấy thì sẽ bắt và sẽ giết thôi. Chúng ta thấy, nói tiên tri, cái này là, cái lời tiên tri này đã được định sẵn rồi nhá. Người tiên tri này đó là Chúa nói trên đấy đấy. Sự nói tiên tri đó là gì? Mình không phải, sự cảm động này nó có nhiều. Chúng ta thấy Chúa nói qua Kinh Thánh, Chúa nói qua lời Chúa. Và cái ý tiên tri nó không có đi được nhá, nó không mất đi. Khi mình mở miệng ra mình nói, bắt đầu thần của Chúa này đến mà nói. Qua đây cho chúng ta thấy là người trẻ trẻ rất là chuẩn bị, rất là kỹ lưỡng về nói tiên tri, chứ không phải là bây giờ tập nói xong rồi thấy có sự cảm động nào mình nói thì nó không hoàn toàn. Đây nói tiên tri, nó mấy lời tiên tri là nhận từ Elise nhà cắm. Cái lời người này được
Elise, điều này có nghĩa trong cái chữ chạy trốn này có nghĩa là muốn để cho cái thời điểm công bố thổi kèn là Jehu là vua ấy, nó có thời điểm chứ không phải lúc này, bởi vì người cha trẻ mở cửa ra và chạy đi mà nhá. Cái chúng ta đọc tiếp cái câu tiếp theo ở đây. Jehu bèn đi ra đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Ông là tướng đạo binh rồi, tướng lĩnh rồi, ông cũng là tôi tớ của chủ thôi, đi cùng các tôi tớ của chủ. Chúng hỏi rằng mọi sự bình an chứ, kẻ điên này đến kiếm anh mà làm gì? Kẻ điên là bởi vì mấy người này là thấy người này cũng là vô danh tiểu tốt, mình không biết ai mà tự nhiên lại đòi đi nói chuyện riêng. Và cái ngôn ngữ của mấy người bên quân đội đấy, có lẽ dự đoán là cũng có thể là như vậy, cho nên nói ăn nói rất là lỗ mãng. Đến kiếm mà làm chi? Người đáp cùng chúng rằng các ngươi biết người và lời của người nói. Jehu người biết người là... Nhưng chúng nó đáp rằng, nói cũng rất là mạnh bạo ha, đáp rằng nói dối, hãy nói cho chúng ta. Đấy, ông ấy thử xem là có ai nhìn qua lỗ cửa không đấy, để xem cái mức độ an toàn nó đến đâu, có gián điệp hay không. Hãy nói cho chúng ta. Vậy người nói với chúng rằng, người có nói với ta cách này, cách kia rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua Israel. Ồ, sao mà vui mừng khi mà thấy đọc cái câu này. Bởi vì sao? Bởi vì có một người đến để xử lại và làm chỉnh lại cái đạo đức và cái luật lệ điều răn là khiến dân Israel sức dầu cho ngươi làm vua trên dân Israel. Cái cuốn sách mà ba chứng đường thuộc linh ấy, này ông người tôi tên Chúa mục sư Francis Fancipe, cho em nên nghe cái sách đó, thì có nói rằng ông cứ nói là Jehu là được Chúa sức dầu cho để mà để mà triệt hạ Jezabel. Vó ngựa của Jehu ấy sẽ dày đạp Jezabel ở dưới chân. Vó ngựa có một sự sức dầu đặc biệt chứ không có phải dễ đâu đối với đối tượng này. Nên nếu mà như nói tại Mỹ bây giờ là Jezabel đang hoạt động hay gì đấy thì cần một Jehu. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang, đoạn chúng nó thổi kèn. Anh chàng tiên tri đấy mà người ta nói là Jonah đấy là đã chạy đi xa rồi, chạy đi xa đấy. Đây chương 9 mà chương 14 ấy, thì có nói về Jonah lúc đấy là đã thành tiên tri rồi nhá. Còn đây là mới học việc. Đoạn chúng nó thổi kèn và tung hô rằng Jehu làm vua. Cái chữ Jehu này ấy có nghĩa rằng là Jehovah là Đức Chúa Trời. Jehovah là Đức Chúa Trời. Mà cái câu Jehovah là Đức Chúa Trời chúng ta biết là cái câu đấy mà dân sự họ la lúc nào không? Là lúc mà tế lễ bằng lửa đấy. Thì Eli bảo của lễ mà thần nào trả lời bằng lửa thì đó là Đức Chúa Trời. Người mà của tà thần ấy, của thần ba anh Atate ấy, cầu nguyện hết cả buổi trưa, chiếm luôn giờ cả buổi chiều thì cũng không có lửa gì cả. Bàn thờ vẫn cứ thế. Eli bảo đổ nước lên trên bàn thờ. Đổ mấy thùng ạ? 12 thùng. Mỗi lần 4 thùng và đổ 3 lần như vậy. Đúng không? 12. 12 thùng tượng trưng cho 12 chi phái Israel. Ông lấy 12 hòn đá đặt lên, đổ nước lên trên của lễ. Đá là Đức Giê-hô-va và nước thể hiện cho Đức Thánh Linh và lời kinh lời. Đấy, thì và chúng ta thấy cuối cùng lửa đổ xuống và cuối dân sự la lên là sao? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Giê-hu đây, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Một điều lạ nữa là trong trường hợp này ấy, là Giê-hu trong cái sự mà bởi vì trong cái trận chiến này, đây là trận chiến từ trên cao nhé, mà đây là những sự xảy ra bên dưới thôi, cho nên chúng ta thấy là Eli làm cái bước mà lửa từ trời đổ xuống, Chúa cho mưa, sau đó là ông chạy lên núi Hebron, lên núi Horeb, núi Sinai, núi Horeb gặp Chúa để mà nhận cái sự tư vấn từ Chúa, có thể dùng theo cái nghĩa như vậy, tư vấn, một sự tư vấn đặc biệt. Ông về ông nhận được sức lại và ông không còn sợ hãi gì nữa, và bắt đầu lúc đấy các tiên tri ấy là cái sự bắt bớ nó giảm đi và dường như không còn nữa. Và những cái câu chuyện qua đó chúng ta thấy trong trận chiến thuộc linh có nghĩa là gì, là chúng ta giữ điều răn của Ngài, giữ mạng lệnh của Chúa, rồi những cái điều mà Ngài bảo làm, kêu lên với Chúa, lời Chúa Giêsu dạy ấy, cầu nguyện như thế nào, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến và ý Cha được nên ở trên trời cũng như ở dưới đất, ở đất như trời đấy, tức là ở trời như thế nào thì ở dưới đất cũng như vậy. Xin Ngài ban cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Trong ngày mà nếu chúng ta có căng thẳng, có bất kỳ điều gì, chúng ta nói buông tha và sau đó tập cái sự quên đi, tập cái sự quên. Trong quá khứ chúng ta bị đau đớn không, quá khứ chúng ta bị một sự tổn thất về tâm lý nó thành cái chấn thương không, thì xin Chúa soi sáng tại chỗ đó anh chị. Chúng ta hãy đối diện, bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng cơ hội ngàn vàng cho chúng ta ấy, để chiếu vào những điểm mù mà chúng ta đừng chạy trốn nữa. Xin làm ơn đến với Chúa rồi đừng chạy trốn nữa. Bởi vì nếu không ấy thì ấy là sao ạ, cuối cùng là sao, ánh sáng chiếu vào và chúng ta dâng lên cho Chúa, như chúng con tha ngày người phạm tội nghịch cùng với chúng con, và chúng ta sẽ được có cái nhìn của Chúa trong ánh sáng của Ngài.
Hallelujah. Và chúng ta sẽ thấy là biết ơn Chúa vì trong anh chị em trong hội thánh ấy là rất là muôn màu muôn vẻ, chúng ta không nói bằng cái giọng khác nữa, muôn màu muôn vẻ, rất là có gì này, có thể gọi là hấp dẫn, sinh động, có thể nói giống như là cái phim giật gân ấy. Đấy, chứ không phải là bằng cái cách nhìn khác. Cái cách nhìn khác ấy, hội thánh thì mọi người cũng như vậy, cái cách nhìn khác đó là cái giọng của ma quỷ trong cái sự cái dòng này ấy, để cho chúng ta thấy cái cách nhìn sao mà cái này không phải. Trong một anh chị em chúng ta người vẫn là giống như trên bàn tay này, tin Chúa ngón đâu, tất cả các ngón đâu có bằng nhau đâu, ngón ngắn ngón dài, khi tin Chúa như vậy có điểm yếu điểm mạnh. Thế tại sao đó là Chúa bảo ấy, đó là giống như trong cơ thể, trong thân thể, đó là điểm này cái chỗ nào yếu thì được bổ sung, các chi thể bổ sung cho nhau. Đó là cái việc mà trong anh chị em Chúa cho chúng ta có cơ hội để ứng dụng, để tình yêu thương và những bông trái thánh linh. Còn nếu như nó cứ mình cứ nghĩ là trong hội thánh sẽ là tốt hay gì đấy và nó mẫu như thế thì làm sao mà có cơ hội để bông trái thánh linh làm việc, đúng không ạ? Yêu thương, vui mừng, bình an, kiên trì, tất cả những cái đó là đều phải qua hoàn cảnh cả. Muốn nắm tay Chúa không? Đi qua trụ bóng chết, tôi chẳng sợ thay hoa. Nếu mà không sợ trong thời kỳ này, ok, chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đến với Chúa trong giờ này. Chúa ngài ban ơn toàn bộ và dân sự anh chị em của chúng con có một cách nhìn mới. Chúng con muốn nhắc lại thôi, muốn nhắc lại đây để cho chúng con có một cách nhìn mới. Hallelujah. Và con cầu nguyện ngài soi sáng, ngài soi sáng cho, và để chúng con nhận lấy cái điều này, khi mà không những nhìn cho trong hội thánh mà trong gia đình, trong môi trường, trong mọi cái điều gì, xin ngài nâng đỡ dân sự anh chị em chúng con lên. Và con cầu nguyện xin cha ngài ban ơn cho những cái giếng và cái lòng của chúng con được kinh nghiệm như người đàn bà Samari vậy. Đó là cái mạch nước sẽ được tuôn trào ra và được văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn ngài và xin ngài tha lỗi cho chúng con như chúng con tha tội kẻ phạm tội với chúng con, và xin giữ chúng con khỏi điều ác. Xin Chúa ngài giữ tất cả chúng con khỏi điều ác. Xin rửa sạch nơi chúng con, giữ toàn bộ dân sự chúng con khỏi điều ác.